Xin chào tất cả các bác đang theo dõi video của kênh đồng hồ Kiên Đồ Cũ. Ngày hôm nay mẫu đồng hồ đầu tiên gửi đến các bác đó là một chiếc Slava. Máy Slava cơ lên dây 26 chân kính đến từ Liên Xô ạ. Đây là một cái mẫu đồng hồ của quân đội Liên Xô cũ nha. Các bác có thể thấy được cái biểu tượng CCCP của quân đội nằm ở phía dưới này. Màu mặt vàng mỡ gà trải tia và trên đây nổi bật với những cọc số hầm trò cách điện. Ô lịch nằm tại vị trí góc 6 giờ này. Bên đây sẽ là phần thân vỏ vàng, dây khóa chun và mặt đáy của em này thì sẽ là đáy inox nha. Đây là mặt đáy này. Đó. Cái form mặt khá là lớn cho nên là các bác có cổ tay to là nên tay thoải mái nha. Size 39. Size mặt 39 ạ. Bộ máy cơ lên dây 26 chân kính, mặt nét căng luôn. Đó, lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Slava này. Bạn nào yêu thích mẫu này chốt đơn em nha. Mã sản phẩm trên này là Y25 và em này chỉ có giá là 1.880.000. Và ngày hôm nay thì em giảm cho các bác còn 1.580.000. 1.580.000 nha, chốt đơn em với mã Y25 này. Các bác lưu ý chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Bên em có hai hình thức thanh toán. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán lốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai, các bác chuyển khoản hết em bao phí vận chuyển ạ. Mẫu thứ hai này, One Time, máy cơ tự động 17 chân kính thương hiệu đồng hồ của Thụy Sĩ. Đây là một chiếc One Time xưa với màu mặt trắng, số trải tia và có một ô lịch. Size ngang là 38 và chiều dọc của em này là 41 nha. Thân vỏ bên ngoài thì sẽ được bọc thép không gỉ toàn bộ như thế này. Dây khóa chun. Đó. Mặt đáy có khắc tên thương hiệu cùng với lại các thông số của One Time. Nốm zin logo nha. Em này dáng máy rất là chất luôn. Mặt nổi bật với một chiếc kim gió màu đỏ. Đó. Form khủng. Các bác có cổ tay to là các bác đeo thoải mái ạ. Cơ tự động với 17 chân kính. Em này cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Thương hiệu đồng hồ One Time của Thụy Sĩ. Em này giá 2.150.000 chốt đơn em với mã là HP76 nhé. HP76. Ngày hôm nay em giảm giá cho các bác chiếc này. Chiếc này 2.150.000, bây giờ em giảm cho các bác còn 1.850.000 thôi. 1.850.000 nhé. Bác nào chốt đơn em này chốt thì nhắn tin với Zalo hoặc là số điện thoại của cửa hàng em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Đó, cho một chiếc đồng hồ cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Một em Benrus hàng cổ xưa. Chiếc này với tuổi đời phải trên 90 năm rồi nha các bác. Mặt này, phần mặt là màu vàng mỡ gà. Đó, kim có dạ quang và phần niềng là niềng băm nha. Niềng băm. Nó mang một cái nét rất là cổ điển đặc trưng. Thương hiệu đồng hồ Benrus, đó là một cái thương hiệu cao cấp của Thụy Sĩ xưa. Đây là phần đáy này, đáy có khắc tên thương hiệu ở đây. Đó, dây khóa zin nhá, dây khóa zin của Benrus. Đó, dây chun. Cái này là dây chun này, vỏ vàng ở đây thì có chuyện là được bọc vàng 10K Goldfield. Có chuyện ở trên đây. Size mặt chiếc này là 34 này. Size 34 không tính nốm nha. Cơ có tay. Bốn cái dáng máy của nó hơi cong nhẹ như thế này. Và nhìn cái dáng hơi cong nhẹ, rất là sang. Đó, nốm cổ của Enika Benrus. Em này hôm nay giao lưu đến cho các bác này. Giá cũ là 1.860.000, hôm nay em giảm giá còn 1.660.000 thôi. Các bác chốt đơn em với mã là B5 nhé. B5 với giá là 1.660.000. Slava cơ lên dây 21 chân kính. Đây là một chiếc Slava với kim cổ ngỗng. Đó, kim cổ ngỗng cực kỳ là độc đáo luôn. Rất là hiếm các cái dòng máy đeo tay, máy cơ đeo tay mà người ta thiết kế kim cổ ngỗng như thế này. Em này sẽ nổi bật với cái phần mặt nền này, nó được tạo hình thành những cái đường kẻ caro. Số trải tia có cài đá đen và có một ô lịch. Size mặt là 37.
Size 37 nha các bác. Đó, thân vỏ vàng này. Em này thì có bọc vàng ao năm và có triện luôn ở trên đây. Đó. Dây khóa linh kiện. Đây là mặt đáy này. Đáy em này là đáy nóc nha các bác. Đáy nóc như thế này. Size mặt là 37. Một form mặt lớn dễ đeo. Slava máy cơ lên dây 21 chân kính. Em này giá cũ là 1.780.000, hôm nay em giảm cho các bác còn 1.480.000 thôi. Chốt đơn em với mã là D85 nhé. D85 1.480.000. Một con tự động đến từ Thụy Sĩ này. Aureoli máy cơ tự động 25 chân kính. Một chiếc Aureoli với màu mặt hổ phách. Nó size mặt em này là 35. Số trải tia và có một lịch này. Phần thân vỏ bên ngoài của em này là vỏ thép không gỉ nha các bác. Một chiếc Thụy Sĩ. Quá là chất luôn, một chiếc Thụy Sĩ xưa. Máy tự động. Mặt cực kỳ đẹp. Em này mặt quá là sáng luôn. Cái này các bác đeo trên tay này cực kỳ là ấn tượng. Aureoli cơ tự động. Giá cũ là 2.080.000. Mã Y23. Hôm nay lên cho các bác 1.880.000. 1.880.000 nha các bác, chốt đơn em với mã là Y23 này. 1.880.000. Orion SK, em này còn một chiếc SK phiên bản 1970 này. Đó, còn một chiếc này thôi. Các bác chưa có trong bộ sưu tập của mình một chiếc SK thì các bác hãy nhanh tay sưu tầm luôn cái em này đi nhá. Em này hàng zin nguyên bản luôn ấy. Trên thị trường thì bây giờ có rất là nhiều các dòng SK, nhưng mà để mà tìm được một con SK mà nó zin nguyên bản thập niên 70 như thế này thì rất là hiếm. Đó. Mặt hồng cánh sen này. Số chấm bi và có một lịch. Đó. Thân vỏ bên ngoài của em này thì vỏ thép nha, dây khóa zin. Đáy này. Em này sẽ có size mặt là 42. Đó, size 42 nha các bác. Một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới. SK mặt lửa được mệnh danh là chiếc đồng hồ được bán chạy nhất trên thế giới này. Mỗi lần ra hàng là lần nào cũng hết hàng từ rất là sớm. Thương hiệu này nó rất là nổi tiếng luôn. Nồi đồng cối đá đấy ạ. Đó, người ta còn gọi là nồi đồng cối đá. Vừa bền mà nó còn chất lượng nữa. Em đảm bảo với các bác là những cái bác nào khoảng 20 năm về trước, không, khoảng 40 năm về trước, con này nó cũng đã quá là nổi tiếng rồi. 40 năm về trước. Bác nào yêu thích mẫu này chốt đơn em nha. Với mã là E96. Giá cũ là 1.950.000. Ngày hôm nay đặc biệt giảm giá cho các bác. Còn 1.650.000 nha. 1.650.000. Bác nào thích chiếc này thì chốt đơn em nha. Đó, em bán nhanh thôi trong cái thời gian này. À, còn khoảng gần 2 tuần nữa thì anh Kiên sẽ về, nên là không còn cái giá tốt đâu. Nên là bác nào đợt này mà muốn mua thì các bác tranh thủ bán, các bác mua luôn trong đợt này đi nhá. Quân rốt máy cơ lên dây 17 chân kính này. Mặt vàng, có số nổi và đáy sẽ là đáy inox. Em này vỏ vàng nhá, vỏ vàng. Đây, cái lớp vỏ bên ngoài của em này thì nó cũng đang lên bã trầu rồi. Vỏ bọc vàng au 20, có triện luôn trên vỏ. Cái màu bã trầu của những cái dòng Liên Xô này thì nó sẽ là cái màu hơi nâu nhẹ một chút xíu nha các bác. Size mặt là 34. Đây là một trong những cái phiên bản côn rốt gần như là đời đầu luôn ấy. Dáng máy thiết kế rất là cổ điển. Tuổi đời gọi là trên 90 năm rồi. Bạn nào yêu thích mẫu này muốn sưu tầm thì chốt đơn em nha. Nó giảm giá từ 1.780.000, hôm nay còn 1.480.000 cho các bác này. Em này có mã là E171. E171 nha, giá 1.480.000. Một chiếc Raketa. Raketa máy cơ lên dây. Đó. Em này nổi bật với những cái phần cọc số hình thang rất là lớn. Mặt của em này thì cũng đã lên dầu rồi nha các bác. Đã lên dầu.
Đây là phần thân vỏ bên ngoài này, vỏ vàng, có những vết thời gian ở trên đây. Mặt đáy em này thì sẽ là đáy inox. Đó, với size mặt là 33. Size 33 không tính nốm nha các bác. Máy cơ lên dây có tay. Đó, vỏ vàng đầy inox này. Raketa, em này giá cũ là 1.180.000, mã H202. Hôm nay giảm giá còn 980.000 cho các bác nha. 980.000, mã H202 ạ. Bonjot, máy cơ lên dây 23 chân kính. Một chiếc Bonjot mặt đen bao công, có lịch nằm tại vị trí góc 3 giờ này. À, em này sẽ có size mặt là 37, size 37 nha các bác. Vỏ vàng, âu 10 có chuyện ở trên vỏ này. Mặt đầy inox. Có một chiếc Bonjot 23G. Thân vỏ đã có những vết là thời gian rất là cổ điển. Em này giá cũ là 1.880.000, hôm nay giảm cho các bác còn 1.580.000 nha. Các bác chốt đơn em với mã là H79 này. H79 với giá là 1.580.000. Bonjot, máy cơ lên dây 17 chân kính ạ. Đó, dáng trứng xưa cổ điển, mặt đen bao công và có một lịch. Size mặt em này là 36 ạ. Size 36 nha. Thân vỏ vàng, bọc vàng âu 20 và có chuyện ở đây này. Mặt đáy chiếc này thì sẽ là đáy inox. Bonjot, em này có giá cũ là 1.680.000, hôm nay giảm giá cho các bác còn 1.380.000 nha. Các bác chốt đơn em với mã là Y40 này. 1.380.000 thôi ạ. Mã sản phẩm là Y40 nhé. Slava, máy cơ lên dây 21 chân kính ạ. Một em Slava máy với màu mặt đen và nổi bật với những họa tiết trang trí hình mạng nhện rất là độc đáo, có một lịch. Cái em này thì người ta thiết kế phần mặt thành mặt rất là cao này. Đó, lớp vỏ vàng. Đây là vỏ, vỏ vàng nhé. Mặt đầy inox. Em này sẽ có size mặt là 36. Size 36, máy cơ lên dây 21 chân kính, cơ có tay. Giá cũ em này là 1.580.000, hôm nay giảm giá còn 1.280.000 cho các bác nha. Em này thật sự luôn, vỏ còn rất là đẹp này. Rất là đẹp luôn, vỏ vàng sáng bóng luôn. Đó, 1.280.000 cho chiếc Slava này. Tiếp tục một em Slava máy cơ lên dây 26 chân kính ạ. Form mặt hai lòng, cực kỳ chất luôn. Đây là một cái mẫu Slava phiên bản rất là độc lạ. Đó, thân vỏ bên ngoài thì sẽ được bọc thép không gì toàn bộ như thế này. Đó, màu mặt đen, có một ô lịch. Size mặt chiếc này là 37, dọc sẽ là 42. Đó, lịch của chiếc này thì sẽ là lịch bơm nhá. Các bác ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch này. Đó, rất là tiện luôn. Một chiếc Slava mang phong cách rất là chất. Và giá của chiếc này thì nó cực kỳ là bình dân thôi. Đó, vừa túi tiền và rất là dễ để cho các bác có thể sưu tầm. Em này nha, giá 1 triệu này. Em giảm từ 1.280.000, hôm nay còn 1 triệu thôi. Chốt đơn em với mã là G21 nhá. G21 với giá là 1 triệu sẵn luôn, các bác chuyển khoản hết em bao phí vận chuyển. Tiếp tục một em Bonjot 17 chân kính ạ. Mặt bao công, số trải tia và có một lịch. Vỏ vàng ao 5 này, có chuyện ở trên đây. Đây là phần thân vỏ. Một chiếc Bonjot cổ. Đó, đầy inox. Em này thì vỏ vàng tại những cái phần viền cạnh nó cũng có những cái vết hao mòn theo thời gian như thế này. Size mặt em này là 35 nha các bác. Size 35 này. Bộ máy cơ có tay với 17 chân kính. Đó,
con tay 17 jewel. Giá chiếc này sẽ là 1.380.000. Em giảm giá từ 1.680.000, hôm nay còn 1.380.000 cho các bác. Chốt đơn em mã H27. H27 nhá. Caravan, thương hiệu đồng hồ cao cấp và nổi tiếng của Thụy Sĩ này. Caravan là một nhánh của thương hiệu đồng hồ Bulova. Và mỗi khi nhắc đến những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ thì các bác biết ngay, nghĩ ngay đến là những cái gì mà đẳng cấp và sang trọng rồi, đúng không ạ? Cái thương hiệu Caravan này ấy, nó đã ngừng sản xuất vào đầu những năm thập niên 80 rồi nha các bác. Cho nên là toàn bộ những cái mẫu Caravan mà còn lại trên thị trường nó toàn bộ đều là những cái mẫu cổ với tuổi đời gọi là trên dưới 40 năm. Trên 50 năm, trên 40 năm nha các bác. À, đây là mặt đáy này, đáy Caravan. Em này thì sẽ có size mặt form chuẩn size 33 này, chuẩn form cổ luôn nha. Đó. Phần mặt nền thì nó sẽ được tạo hình bởi những cái đường vân lụa xước như thế này. Kim cọc vàng, máy cơ lên dây. Đó. Caravan. Em này giao lưu đến cho các bác này. Mã sản phẩm là D35. Đó, giá 1.550.000, hôm nay giảm giá cho các bác còn 1.350.000 nhé. 1.350.000. Tiếp tục là một chiếc đồng hồ cổ của Slava. Các bác có thể nhận thấy được em này mặt cũng đã có những vết lên dầu của thời gian rồi. Đó. Đây là một em Slava máy cơ lên dây 26 chân kính nhỉ? Đến từ đồng hồ Liên Xô, size 38. Phần mặt vàng nổi bật trên đây là những cọc số la mã và có một ô lịch. Đây là phần thân vỏ vàng bên ngoài. Đó. Vỏ vàng này. Đấy là đáy inox. Cái form mặt lớn ấy, các bác nào mà có cổ tay to là các bác lên tem này cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái bản Slava được sản xuất vào cuối những năm thập niên 60 và đầu những năm thập niên 70. Mang cái dáng dấp rất là cổ điển và đặc trưng của những cái dòng máy Liên Xô này, trông cái dáng máy nó rất là thanh thoát và nam tính. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này, chốt đơn em mã là G6 nha. Giảm giá từ 1.580.000 hôm nay lên cho các bác còn 1.280.000 thôi ạ. 1.280.000. Tiếp tục phiên ngày hôm nay vẫn là một em Slava. Đó, đây là một em Slava máy cơ lên dây 23 chân kính nha. Mặt thì hơi lấm tấm những cái vết bụi thời gian. Đó, số dạng khối và có một ô lịch. Size mặt em này là 37. Size 37 nha các bác. Đây là phần thân vỏ ngoài này, đáy này. Đó. Máy cơ lên dây nha. Đây là một chiếc Slava cơ lên dây. Em sẽ lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đây sẽ là phần mặt của em Slava này. Chiếc Slava mang cái nét cổ điển, đậm chất, phóng khoáng, đặc trưng của đồng hồ Liên Xô. Em này giá là 1.280.000, mã E170. Hôm nay em lên giảm giá cho các bác, chiếc này chỉ còn 980.000 thôi. Các bác yêu thích mẫu này chốt đơn em nha, 980.000 với mã là E170 giúp em. Một em Raketa cổ. Đây là một chiếc Raketa của quân đội Liên Xô cũ. Đó, dáng tanh vuông nha. Cái dáng trông rất là nam tính. Nói chung là những cái dòng máy đeo tay này mà cái dáng vuông này nó rất là phù hợp cho nam. Các bác đeo những cái dáng vuông này trông nó rất là khỏe khoắn. Mặt em này thì nó cũng đã lên dầu nhưng mà nó lên một cái màu vàng đồng rất là đẹp luôn. Đó, số học trò và có một lịch nha. Size mặt em này là 32 này. Size dọc là 3... size dọc em này là 40 và size chéo là 37. Nó tương đương với một chiếc form tròn của size mặt 34-35 nha các bác. Form vuông nó sẽ tương đương với một chiếc form tròn của size 34-35. Em này là một chiếc Raketa máy cơ lên dây nha các bác. Đây là vỏ vàng này. Vỏ vàng em này còn nguyên vẹn luôn. Đáy thì sẽ là đáy inox. Đó, lên tay cho các bác cùng ngắm này. Raketa. Em này giá cũ là 1.280.000, mã H164. Hôm nay em giảm giá cho các bác còn 980.000 thôi ạ.
980.000 nhé. Tiếp tục một em Slava máy cơ lên dây 26 chân kính. Đó, em này mặt rất là nét luôn, cực kỳ đẹp. Màu mặt đen bao công này, các cọc số nó được thiết kế dạng khối trên phần mặt, có một lịch. Đó, thiết kế trông rất là hài hòa. Phần niềng này là niềng băm nha, và lớp vỏ vàng. Đây là vỏ vàng nguyên vẹn luôn. Mặt đáy của em này thì sẽ là đáy inox và có khắc biểu tượng CCCP ở dưới này. Size mặt em này là 37 nha các bác, size 37. Đó. Cơ có tay. Phần núm này là lịch bơm nha các bác, ấn vào bên trong phần núm này chị. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Bác nào mà có cái niềm đam mê yêu thích với những dòng máy Liên Xô cổ thì các bác hãy nhắn tin ngay về cửa hàng Kiên để giao lưu nhé. Quá là chất luôn. Một mẫu Slava thập niên 80. Đó. Phong cách độc đáo và rất là cổ điển. Giá chiếc này là 1.880.000 mã G50. Đặc biệt ngày hôm nay em lên cho các bác chỉ còn 1.580.000 thôi ạ. Chốt đơn em mã G50 nhé, 1.580.000. Thương hiệu đồng hồ One Time của Thụy Sĩ này. Đây là một chiếc One Time tự động 17 chân kính với size mặt là 35. Mặt vàng mỡ gà và có một lịch. Đó, em này sẽ có phần thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng. Vỏ vàng này, đáy là đáy inox nha. Ở đây có khắc tên thương hiệu One Time ở dưới này. Em lên tay cho các bác cùng ngắm thử. Đó, đây là phần mặt của chiếc One Time này. Cơ tự động ngoài ra thì cũng có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa nha các bác. Cái dáng máy của chiếc One Time này trông nó rất là độc đáo luôn này. Đấy, các bác nhìn, nó hơi méo méo nhá. Nó không phải là hình tròn, hình thoi đâu mà nó sẽ là tạo hình hơi méo méo một chút xíu, trông nó rất là lạ mắt. Đây, phần chân càng này tạo hình chữ V. Đáy thì sẽ là đáy nóc. Đó, thương hiệu đồng hồ One Time nó là một cái thương hiệu cổ điển và cũng rất là lâu đời của Thụy Sĩ. Đó, thương hiệu này thì được ra đời bởi một người được mệnh danh là người thợ đồng hồ giỏi nhất nước Mỹ. Đó, cho nên là ông đã làm thiết kế ra những cái chiếc đồng hồ One Time với cái giá cực kỳ là tốt đến tay người tiêu dùng. Đó, thương hiệu này được thành lập vào năm 1888 tại Mỹ. Sau đó thì chuyển nhà máy đến Thụy Sĩ. Nó cũng có rất là nhiều các công sở nhà máy lớn ở trên các nước châu Âu. Bác nào yêu thích mẫu này chốt đơn em nha. Giá cũ là 2.480.000 và ngày hôm nay giảm thôi bác còn 2.1 thôi. Mã G23 này. G23. Một chiếc Paqueta. Đây là một em Paqueta của Lịch Xô nha các bác. Mặt vàng mỡ gà, có một ô lịch. Phiên bản Paqueta 1970. Đó. Ngày xưa mua cái này thì chắc chắn là không dưới 2 chỉ vàng đâu. Đây là mặt đáy này. Đó. Cái bản Paqueta này có size là 37 nha các bác. Size 37. Máy cơ lên dây. Tình trạng máy vẫn còn đang hoạt động khá là tốt. Em này giá cũ là 1.480.000 này, mã HE183. Ngày hôm nay em giảm giá cho các bác còn 1.180.000 nhé, 1.180.000 ạ. Qua mẫu tiếp theo mang đến cho các bác vẫn là một em Raketa mặt trắng nha. Em này thì lại nổi bật với cái phần niềng vàng và nó được thiết kế theo kiểu mặt đa giác như thế này. Đó. Phần thân vỏ bên ngoài là vỏ xi mạ. Màu mặt trắng và thiết kế của em này thì nó rất là đơn giản. Đó, rất là đơn giản như thế này. Nhưng mà nó lại toát lên cái điểm rất là khác biệt. Em này có size mặt là 36.5. Có một lịch nha. Máy cơ có tay ạ. Cơ có tay. Raketa.
Ngày hôm nay Zalo đến các bác trên này. Mã là H109 này. Giá cũ là 980.000 và ngày hôm nay em giảm giá cho các bác còn 780.000 thôi. 780.000 nha các bác. Baylor. Đây là một chiếc baler của Đức Germany. Máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả con tay nữa. Em này rất là xưa rồi, mặt cổ nha, đã lên dầu, có một lịch. Phần thân vỏ bên ngoài là vỏ bọc thép không gì toàn bộ như thế này. Em này thì rất là nổi bật với cái thiết kế phần chân càng. Các bác nhìn phần chân càng của em này nó rất là lạ mắt luôn. Đó. Chuyển thẳng xuống phía dưới và nó tạo thành một góc 90 độ như thế này. Bác nào muốn sưu tầm mẫu baler này chốt đơn em nha. Mã D31 em này giảm còn 1.650.000 thôi. 1.850.000 em giảm thôi, bác còn 1.650.000 nha. Các bác chốt đơn em mã D31 này. Em này là một chiếc Raketa. Bản Raketa 1970. Đó, màu mặt trắng, cọc số học trò và có một lịch. Size mặt 37. Đây là phần thân vỏ bên ngoài. Đó, đáy này. Em này thì mỗi cái đáy thì nó có hơi có một chút hao mòn thôi, còn mặt bên trên thì còn rất là đẹp nhá, nguyên vẹn luôn này. Đó, cơ lên dây. Tình trạng máy hoạt động tốt, đã được lau dầu. Em này giá cũ là 980.000, mã H111. Hôm nay giảm giá cho các bác còn 680.000 thôi ạ. 680.000 nha các bác. Yêu thích mẫu đồng hồ này thì chốt đơn em 680. Một em Raketa máy cơ lên dây ạ. Em này sẽ có màu mặt vàng mỡ gà, có một lịch. Số này có cài đá đen nhé. Đây là cái bản Raketa 1970. Đó. Phần thân vỏ bên ngoài của chiếc này là vỏ vàng như thế này. Em này thì lớp vỏ bên ngoài còn khá là đẹp luôn này. Đây các bác có thể thấy này, nó sáng bóng như thế này. Đáy thì sẽ là đáy inox nha. Đây, đây là mặt đáy này. Dây khóa linh kiện, dây linh kiện nha. Màu mặt vàng mỡ gà. Và cái mặt bên trên của em này, mặt kính rất là bóng. Rồi và em này có giá cũ là 1.580.000, mã H116. Ngày hôm nay này em giảm giá cho các bác còn 1.380.000 thôi ạ. 1.380.000, các bác chốt đơn em nha. Mã là H116 giúp em. H116. Tiếp theo là một em Pontiac máy cơ lên dây 23 chân kính đến từ Liên Xô. Đó, dáng trứng này, màu mặt ghi. Em này sẽ là một cái màu ghi và nó pha hơi với một chút màu tím một chút xíu nha các bác. Cơ lên dây 23 chân kính ạ. Số trải tia và có một ô lịch. Đó, em này có size mặt là 37. Size 37 nha các bác. Vỏ vàng này. Đó, mặt đáy thì sẽ là đáy inox. Đó. Pontiac. Giá cũ 1.680.000, giảm còn 1.380.000 cho các bác, mã H175. Mã H175 nha, giá 1.380.000. Paqueta, một chiếc Paqueta cổ mặt xanh tím, mặt em này cực kỳ đẹp luôn nha các bác. Đảm bảo với các bác luôn, đây là một cái màu mặt độc đáo và siêu lạ cho các bác. Đó, số dạng khối này. Đó, vỏ vàng. Ở đây em thấy có chuyện là bọc vàng Âu 12.5. Vỏ vàng Âu 12.5 nhé. Tuy là nó hơi có một vài cái vết hao mòn trên phần thân vỏ như thế này, nhưng mà em này này rất là đặc biệt với cái màu mặt. Mặt cực kỳ chất luôn. Size 35. À, size 36 chứ các bác. Em xin lỗi, size 36 nha. Đây là đáy này, đáy nốc nha. Đó, cơ lên dây, có tay. Em này giá cũ là 1.580.000, mã H188. Hôm nay giảm còn 1.280.000 cho các bác này. 1.280.000, mã H188 nhé. Vostok mặt huyết. Em này là một chiếc Vostok với thiết kế mặt cũng rất là ấn tượng. Phần mặt nổi bật với những đường gân trải tia dọc như thế này. Mặt đỏ huyết và có một ô lịch. Em này sẽ có size mặt là 37 nhé. Size 37. Đó, lớp vỏ vàng này.
sáng bóng luôn, rất là đẹp, nguyên vẹn. Đây, đáy là đáy inox này. Đó, cái này là cơ lên dây nha, 17 chân kính. Con tay, máy con tay. Giá cũ em này là 1.480.000 này, hôm nay giảm cho các bác còn 1.180.000 thôi. Chốt đơn em với mã là G83. G83 nha, giá 1.180.000. Conjos form mặt vuông cạnh bầu, em này rất là xưa rồi. Máy cơ lên dây 17 chân kính, có một lịch vỏ xi mạ, nó cũng có những cái vết hao mòn của thời gian như thế này. Cái này hàng cổ sưu tầm cho các bác nhé. Giá cũ là 880.000, hôm nay giảm giá còn 580.000. Mã H117 giúp em ạ. Và chiếc đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay của kênh Đồng Hồ Kiên Đồ Cũ. Mọi thông tin chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ cho em về Zalo số điện thoại 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phi đồng hồ tiếp theo ạ.